Chúc mừng em, người nhà em đã gả cho một người sắp chết vì 185 cộng 1 tỷ. Ủa, gì? Ai biết gì đâu, người sắp chết gì? Chính là anh, buồn nhất luôn. Người chồng đến hết quảng cáo cho chữ chết của em. SOS, sự sắp đặt của người nhà, hãy nhanh chóng gả đi. Cô còn dám đến bạch offline sao để mua quần tà lõn Hello Kitty à? Cô mà cũng xứng sao, chồng cô còn đi bay lắc được không? Nghe nói là gần hết cái quảng cáo rồi mà còn chưa chịu chết. Xe mai giá mất đạt em ấy, mua hết tất cả quần tà lõn Hello Kitty mà shop có. Wow. Mua luôn cả cái shop like sao chứ dành nghĩa vợ anh. Những người còn lại hãy xách ba lô lên và đi. Vợ của ngôn nhất lù, muốn mặc bao nhiêu quần tà lõn tùy thích. Náo loạn bãi rác ôi, náo loạn bãi rác bốc mùi hôi thối rầm. Rồi rồi, mày xong rồi. Ủa ai vậy? Tuy chỉ là một dân nữ lạc đường đi ngang đây mà thôi. Đi lên kia chơi. Sao đó được? Nó bắt được em. Lại, chạy đâu? Mọi người ơi, hôm nay em đang đi, tự nhiên thấy cái chị này bị té. Cái em thấy tội nghiệp cái chị đó quá, cái chị đó khóc quá trời khóc luôn. Cái em phải đi về. Em đang trên đường đi về nha cái chị. Kìa, chú mama, nhốt con nó tì này vào lãnh cung đó chị. Ngộ ha, ngộ nghĩnh gì? Rồi đó tôi xin lỗi nha, đây đẹp chứ có bị khùng. Đây đẹp chứ có bị điên nha, đẹp chứ có ngu. Xin chào các bạn, mình là Sông Châu Kiêu. Hiện giờ mình đang có mặt